Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình. Thưa quý vị, ngôi nhà gỗ ba gian đang cháy rừng rực như một bó đuốc. Trên triền đê sông Lô là một thi hài người đàn ông nằm thiệt mạng với vết cắt trên cổ. Cạnh đó, một người phụ nữ đang quằn quại trong vũng máu. Cách đó chỉ hơn 100 mét là thi hài của hai mẹ con đang nằm gục bên mâm cơm. Nguyên nhân của tấm thảm kịch kinh hoàng này bắt nguồn từ một mối tình vụng trộm đầy ngang trái. Nội dung chi tiết vụ thảm sát liên hoàn này, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Nguyễn Công Dụng, tức Nguyễn Tiến Công, sinh năm 1965, và Nguyễn Công Chính, sinh năm 1963, vốn là anh em họ cùng sinh ra và lớn lên ở xã Bình Bộ, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tuy hơn kém nhau 2 tuổi, nhưng cả hai chơi với nhau khá thân thiết và đặc biệt hợp nhau ở khoản thích làm giàu không có. Chính vì vậy mà khi được Chính rủ đi hành nghề hai ngón, Dụng đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Thời còn trẻ, vào khoảng năm 1985, Dụng cùng Chính trộm được chiếc túi của một người nước ngoài tại khu vực bến Phà Then thuộc xã An Đạo, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tài sản trộm được tuy chẳng đáng giá là bao, nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên sau lần ấy, cả Dụng và Chính đều bị bắt và bị kết án 15 tháng tù giam. Tuy cùng làm cùng chịu, nhưng sau lần làm ăn chung ấy, tình cảm anh em giữa Chính và Dụng đã có sự rạn nứt. Nguyên nhân là bởi Dụng nghi ngờ Chính ăn chia không đều số tài sản đã trộm cắp được. Sự việc trôi qua tuy đã lâu, nhưng Dụng vẫn luôn để bụng câu chuyện đó. Sau khi ra tù, cả Chính và Dụng đều lập gia đình và có cuộc sống riêng. Thế nhưng vì câu chuyện mâu thuẫn năm xưa mà cả hai không còn mặn mà trong việc hợp tác làm ăn với nhau nữa. Trong thời gian này, Chính nghiện chất cấm và thường xuyên phải đi cai nghiện. Năm 2003, Chính bị bắt một lần nữa cũng với tội danh trộm cắp tài sản và bị kết án 30 tháng tù giam. Trong thời gian Chính chấp hành án phạt tù tại trại giam Tân Lập, Dụng là người chở vợ chính là chị Hán Thị Chi, sinh năm 1968, đi thăm nuôi người em họ. Chẳng hiểu là do có ý định trả thù lại chuyện năm xưa hay là vì lửa gần rơm và thương cô em dâu phải cô đơn một mình, nên Nguyễn Công Dụng đã dần nảy sinh tình cảm với Hán Thị Chi. Theo thời gian, mối tình vụng trộm giữa hai người mỗi lúc một trở nên thân mật. Những tưởng sau khi Chính ra tù thì mối quan hệ bất chính đó sẽ chấm dứt, nhưng tình đã bén thì khó bỏ. Đôi tình nhân thậm chí còn có ý định dọn về sống cùng nhau trong căn lán nhỏ ở cuối làng. Với ý định đó, cùng với việc Chính thường xuyên rượu chè, bê tha, nghiện ngập, nên Chi nhiều lần nói rằng sẽ ly hôn chồng để lấy Dụng. Thế nhưng chuyện ly hôn cứ bị khất lần vì Chính không đồng ý. Với những mâu thuẫn luôn âm ỉ tồn tại, mối tình vụng trộm này đã là khởi nguồn cho một tấm thảm kịch kinh hoàng. Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2010, biết chị Chi đi chợ, Dụng đã gọi điện cho người tình để nhờ mua hộ gói thuốc lào. Lúc chị Chi đến đưa gói thuốc lào, thấy trên xe chị có nhiều đồ lỉnh lỉnh. Dụng tò mò hỏi thăm thì chị Chi nói là mua hộ cho hàng xóm. Nghi ngờ chị Chi nói mình, Dụng đã bí mật đi theo và thấy chị Chi đưa những đồ này cho bố chồng. Nhìn thấy cảnh đó, Dụng bỗng cảm thấy bực tức vì cách đó vài hôm, chị Chi đã tâm sự với Dụng rằng đang có mâu thuẫn với nhà chồng và sẽ không bao giờ bước chân vào cái nhà đấy nữa. Đợi chị Chi đi ra, Dụng chắn ngang đường, giọng chỉ trích đầy vẻ giận dỗi. Hôm trước đã nói như vậy mà sao hôm nay lại làm khác? Thấy chị Chi không đáp lời, Dụng bỏ về nhà rồi sau đó gọi điện cho chị Chi, yêu cầu chị xuống nhà mình để nói chuyện, nhưng bị chị Chi từ chối. Điên tiết, Dụng đe không xuống là không xong đâu, rồi ném vỡ điện thoại của mình và bắt đầu nảy sinh ý định sát hại vợ chồng anh Chính. Dụng đã đạp xe xuống chợ ở gần nhà và chọn mua một vật dùng để chọc tiết lợn rồi sang nhà anh Chính. Tới đây thấy vợ chồng anh Chính đang ăn cơm, Dụng quay ra ngoài mượn điện thoại gọi cho chị Chi bảo ra ngoài nói chuyện. Nhưng một lần nữa chị Chi lại từ chối. Đang trong cơn điên tiết lại tiếp tục bị chị Chi từ chối. Dụng hừng hực như có lửa cháy trong người vì cuồng ghen. Hắn cuốn hung khí vào áo, đi vào nhà chị Chi và ngồi thẳng lên giường. Thấy thái độ bất thường của Dụng, lại thấy lấp ló và sắc nhọn trong áo của hắn, chị Chi thẳng thốt: làm gì mà mang theo hung khí sắc thế? Nghe thấy vậy, Dụng hét lên: giao đây. Rồi hắn mở chiếc áo, cầm hung khí túm đầu và cứa ngang cổ anh Chính đang hút thuốc ở gần đó. Không kịp phản ứng, anh Chính chỉ biết dùng tay ôm vết thương rồi bỏ chạy ra ngoài. Lên đến mặt đê sông Lô thì ngã ra mất mạng. Từ trên giường chứng kiến cảnh Dụng sát hại chồng mình,
chị Chi vùng chạy kêu lên, liền bị người tình đuổi theo, xiên nhiều nhát chí mạng. Mặc dù bị trọng thương, nhưng chị Chi vẫn cố gắng lết được sang nhà hàng xóm để kêu cứu. Trước khi được đưa đi cấp cứu, chị Chi chỉ còn kịp nói tên hung thủ và viết được mấy chữ Công, tên thường gọi của Dũng, xiên tôi và chồng tôi, làm người làm chứng Hán Thị Chi. Do những vết thương quá nặng nên chị Chi đã qua đời sau đó không lâu. Nguyễn Công Dũng sau khi đã sát hại hai mạng người như một con thú điên cuồng, chưa thỏa mãn sự thú tính lại vác vật gây án đi tiếp. Lúc này trong đầu Dũng bỗng nhớ đến mối thử tức với chị Cao Thị Tơm, sinh năm 1974. Nguyên nhân là hai ngày trước đó, xe chở đất sang đường cho nhà chị Thơm đã làm đổ tường bao của nhà Dũng. Dũng đòi chị Thơm phải bồi thường bức tường làm đổ 5 triệu đồng. Tuy nhiên thấy vô lý, chị Thơm đã từ chối mà chỉ đồng ý xây lại tường cho Dũng. Sẵn vật gây án trong tay, Dũng xông vào nhà chị Thơm cách đó khoảng 100 mét. Thấy chị Thơm đang mải chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình ở dưới bếp, Dũng đã lạnh lùng ra tay. Trong lúc đó, cháu Ngô Văn Trịnh, sinh năm 1996, là con trai của chị Thơm vô tình chạy từ trong nhà ra sân, chứng kiến cảnh mẹ mình bị sát hại, đã lao ra ngoài kêu cứu, cũng bị Dũng xiên thiệt mạng. Sự tàn nhẫn này của Dũng vẫn chưa phải là tận cùng của tội ác. Dường như còn chưa thỏa mãn với cơn điên của mình. Gây án xong, Dũng bình thản quay trở lại nhà anh chính, phóng hỏa, thiêu cháy ngôi nhà gỗ ba gian cùng toàn bộ số tài sản. Sau khi gây ra tội ác, Dũng vẫn ung dung về nhà mặc quần áo rồi bỏ lên đê. Gặp một người hàng xóm đi xe máy qua, hắn mỏi mượn nhưng chưa được sự đồng ý, hắn đã giằng lấy chiếc xe bỏ trốn. Vụ án mạng kinh hoàng gây ra sự thiệt mạng của 4 người đã gây xôn xao dư luận tỉnh Phú Thọ ở thời điểm đó. Ngay lập tức, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an huyện Phú Ninh nhanh chóng bỏ cuộc. Dũng được xác định là đối tượng gây ra hai vụ án, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn. Toàn bộ lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an huyện Phú Ninh đã được chia thành hàng chục mũi, truy tìm theo hướng tẩu thoát của đối tượng. Nguyễn Công Dũng sau khi gây án và cướp được chiếc xe máy, hắn đã lấy hơn 2 triệu đồng trong cốp xe rồi phi thẳng lên xã Hòa Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Sợ bị lộ, Dũng gửi chiếc xe này tại nhà người họ hàng rồi bỏ đi lang thang. Đêm hôm đó, hắn nhảy được chiếc xe đạp ở một gia đình ven đường rồi đạp xe xuyên đêm đến nhà một người bà con là Khổng Thị Dần ở khu 3, xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Đầu giờ chiều hôm đó, Dũng mua 3 chiếc bánh giò và 2 hộp sữa tươi vừa làm quà để biếu người họ hàng. Sau đó, hắn chỉ quanh quẩn ở trong nhà chị Dần mà không dám ra ngoài. Khi chị Dần hỏi chuyện gia đình, Dũng chị trả lời ậm ừ rồi im lặng. Buổi chiều khi nấu cơm xong, chị Dần bảo Dũng xuống ăn nhưng hắn chỉ nằm trên nhà mà không xuống. Nghĩ Dũng bị mệt nên chị Dần sai con mang cơm cho chị Dũng ăn. Nhưng Dũng chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Dù thấy thái độ của Dũng lạ lùng nhưng do họ hàng lâu ngày không gặp nên chị Dần không gặng hỏi. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cũng như sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, chiều ngày 24 tháng 6 năm 2013, Ban chuyên án đã khoanh vùng được địa điểm có khả năng Dũng đang lẩn trốn tại xã Tử Yên, huyện Sông Lô. Đến 20 giờ đêm ngày hôm đó, tổ công tác đã xác định được Dũng đang có mặt tại nhà chị Dần. Các trinh sát đã lập tức chia làm 4 mũi ập vào tận giường khống chế Dũng. Ngay trong đêm, hắn được dẫn giải về trụ sở công an tỉnh. Biết được tội ác mà mình đã gây ra và cái giá sẽ phải trả. Trên đường dẫn giải, Dũng đã nhiều lần tự kết liễu bằng cách lao người ra khỏi cửa ô tô nhưng đều bị ngăn cản kịp thời. Với tội ác man dợ mà mình gây ra, Dũng đã bị Tòa Nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử với mức án tử hình. Thọ xét xử về 3 tội danh: giết người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và hủy hoại tài sản với tổng hợp mức hình phạt. Quý vị, tử hình là bản án cao nhất dành cho kẻ ác nhân. Nhưng cho dù hắn có hàng trăm cái mạng cũng chẳng bao giờ có thể bù đắp nổi những tội ác mà mình đã gây ra. Vụ án khép lại, những nỗi đau quá lớn, 4 mạng người, 2 gia đình chìm trong tang tóc đau thương, không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Rất mong quý vị có thể xem kênh của chúng tôi là những người bạn thân thiết và bày tỏ quan điểm của mình dưới mỗi video để cùng chúng tôi được lắng nghe và chia sẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.